Nếu anh em đang có nhu cầu nạp UC hãy liên hệ ngay với Pay Ray Hạnh Lương, uy tín chính chủ. Link Pay mình để ở ngay dưới phần mô tả nha anh em. Trời ơi, túa rồi kìa, một số anh em đã chọn khu vực Mu Chiki rồi. Mu ấy đây. Mu Chiki là... Bắp Long nè. Khu vực hot nhất ở đường bay thì mình nghĩ là khu vực Mu Chiki anh em ơi. AR sói, King God, P-Hell, Mu Chiki quá đông. Ủa, nhảy ra độc mẻ hết rồi. Má phải nồi cái đường bay bên đây mà cái bo bên kia. King God này thì một mình chiếm cái bộ trên kia luôn rồi. Nhưng mà ở phía ngoài là có ông lù. Và ở phía đồng là có hai thanh niên. Hai thanh niên này có thể là đang chuẩn bị giao chiến đây nè. Vẻ như là 1900 thái đã đi qua rồi. Đã nghe được tiếng chân của ông kia rồi. Thì anh Boy và 1900 thái có thể là hai người giao chiến. Ủa, có hai người nào bắn chết rồi kìa. Cái đâu rồi? Khu vực phía bên ngoài, nhưng mà khoan, mình quan sát hai ông này, cái hai ông đang công nhau nè. Ông Boy có vẻ đang chạy rồi. Gì đây, mới thấy chớp chớp mà. Hai anh này có vẻ đang chuẩn bị chiến nhau đây. Anh Boy thì đang rất là nghèo. Rồi, anh Boy ơi. Chỉ còn chấm máu thôi. Viên đạn sượt qua lỗ tai thôi cũng đủ làm anh Boy gục xuống. Má thua rồi. Hộp. Rồi anh Boy nó gục ngã. Một viên sọc kênh không đủ để hạ gục của anh kia rồi. Lù sexy. Rồi nãy giờ lù không vậy? Đang ở khu vực Yanaya. Có vẻ như khá là hot anh em ơi. Yanaya quá đông luôn. Ôi ôi, Yanaya nùi luôn kìa. Và sấy Bison khá là hú hồn tới từ khoảng lù sexy. AK luôn. Lù sexy thì đang có một cái một giáp 2 và một cái Bison. Nón thì chưa có, nón chưa có. Tán như AK là lật gọng nha. Thính thì đang rơi ở cảng Novo vẫy nồi. Cái chỗ xa được bay cái rớt thính. Có hai ông nè, ông kia lụm luôn rồi. Easy lớp lụm luôn rồi. Đang có một cuộc sấy xe ở đây nè. Như với lại TDP. Như thì đang có một khẩu DB28 chạ đĩa. TDB thì mới đáp xe lại. Này đang chắc cũng nghe tiếng của Như rồi. Cố lên Như ơi. TDB thì đang có gì đây? TDB thì đang có một khẩu M4 khá là ngon. Giáp 1, giáp 2 mũ 1. Như thì giáp 2, giáp 3 mũ 2. Như có vẻ hời hơn về cái khoảng phòng thủ rồi. Súng thì DB cận, bắn cận thì nó không có ngon bằng M4 anh em ơi. Sự xuất hiện của ông 91 LTK nữa nè. Khá là chắc. Thì TDB đang bên phải. Như thì đang bắt đầu di chuyển rồi. Hai người đang nghe tiếng chân nhưng mà chưa có dám cộng nhau anh em ơi. Nhum nè đã nằm xuống. Với skill đó là thuộc về ngáo boss. Ngáo boss thì bây giờ đã giết được một mạng rồi. Đã có một kill của Nhum nè rồi. Chip với lại ù so lù sexy với H6 thì đang tháo chạy ngoài đồng rồi. Nghe bể nồi thanh niên. Rồi ông lù tôm với lù daddy này rình qua rình lại giờ chưa bắn nữa nè. Khu vực ngoài đồng thôi, ông này đang làm gì đây? Những cái đồng cũng như rình nhau gì. À, hai thanh niên đang rình nhau. Số 79. Trời ơi, hai ông này đang đùa nhau gì. À, hai ông này đang chơi với nhau. Bị ông King God lụm luôn rồi. Dứt luôn King God ở dưới kìa. Rồi, nằm cỏ không thấy. Hai thanh niên người ta đang chơi đùa vậy nồi. King God lụm luôn rồi chứ đâu. Thanh niên đang quấn bằng đích. Ông này mà bị ông nó giết là kỳ luôn nha. Kìa không thấy luôn, uống nước luôn kìa. Trời ơi, mù mắt. Ba xé AK holo mù mắt đến từ vị trí của anh gì quên tiêu rồi. Và anh King God là nó có hai skill. Bé bóng thì đang núp mày bo vô bắn đi em ơi.
vẻ như nhờ những cái giải solo như này thì anh em khá là ngại giao tranh đó nè. Thường anh em bắn team thì nó quen đúng không? Đổi cam liên tục đi con. Ok ok. Nghe mày lái xe đi dạo gì chạy dữ rồi. Crazy Boy số 47 hiện đang có trong tay một khẩu DB, một khẩu Uzi đang khơi khơi và đảo. Thính rớt sầm sàm đâu bên đây không, chạy rớt ngoài biển, rớt bên cảng. Cô trên kia thì nãy giờ im ắng, tôi cũng hay thôi, chưa có kinh nghiệm làm mấy này thì ngày sau tôi sẽ làm nó mực mà hơn em ơi. Lù Daddy đã có kill của mình rồi. Lù Daddy. Lù Daddy đã có 2 kill với khẩu M4H. Mày bộ dữ dằn ta, mặc đồ khu đến chân M4H, một cây AK lân, AK múa lân. Tử nguyên viên khá là sáng giá cho cái giải thưởng hôm nay. Số anh em thì vẫn đang ở ngoài bo YouTube fan và lù gì ta, một kill cho YouTube fan đã giết lù tôm. Anh em thì bo này nó hơi méo nên bây giờ nó đang kéo vô từ từ anh em. Mấy ông ở ngoài bo hoài vô bắn đi. Nhìn mình dày đặc luôn. Khu vực trường học thì đang có sự hiện diện của Hòa và Quang Xuân. Khu vực bo chiến kỳ. Mấy anh em này bắn khá là chắc, cứ thủ ngoài bo không anh em. Khu vực nhà quân sự nè, quân sự thì có ống khói. Hello 71 anh em đang xem live nha. Nãy giờ lo bình luận quên, hello mấy anh em. Một lít nè. Khu vực bo khá là gắt. Gần như là 70% anh em là đang ngoài bo. Và anh em ở đang ở rì bo, đang bắt đầu chạy về bo nè anh em. Chạy xe khá là máu lửa nè. Bắp Long thì chọn một cái phương thức là vô bo sớm. Và chiếc phèo đang nằm dưới biển, Bắp Long biết thấy không nữa anh em. Vị trí của chiếc phèo đang nằm ở dưới góc, nãy là đã nghe được tiếng chân rồi. Bắp Long nó nghe được tiếng chân và đang rình mò. Và ông Quân nói gì, nó cười gì đây. Úi trời anh ơi, tự nhiên đậu xe đó là sai rồi. Một kill dành cho Bắp Long. Và Bắp Long đang bắn luôn số 5. Số 5 bắn méo biết chuyện gì. Sa bao vẫn đang dùng tàu vượt biên. Mấy ông thanh niên vượt biên luồn lách tàu khá là máu lửa. Bắp Long nó không thể xây tàu được rồi, và chiến phèo vẫn đang án binh bất động ở phía dưới. Có vẻ như Bắp Long không biết chiến phèo đang ở dưới này mà đang lao xuống. Rồi, cái gì vậy? Chiến phèo không ở đâu rồi? Vị trí của chiến phèo hiện tại có thể là bắn được Bắp Long nhưng mà có vẻ như không biết được vị trí của Bắp Long anh em ơi. Bây giờ thì anh em đang ùa vào bo khá là gắt. Đây là cái cuộc giao tranh YouTube fan của lại có thêm một kill nữa anh em. Vị trí hiện tại có thể giao tranh là chí phèo với lại Bắp Long. Chí phèo thì đang thủ khá là chắc, không có công Bắp Long anh em ơi. Lũ sexy bé bóng đang ở ngoài bo. Một cái thính đã rớt ở phía quân sự. Và ai nó lụm đây, khói với lại Easy Love. Easy Love thì đang thủ trên nhà, khói chạy ngang thì có vẻ như khói đã ngừng rồi anh em ơi. Giờ sẽ xem hai thanh niên này như thế nào nha. Có vẻ như là khói không hay là Easy Love thôi. Và một pha sấy của Easy Love bất ngờ ở phía trên. Khói không có được nào để mà chạy thoát được anh em ơi. Úi giời ơi, chúng ta không hay đâu, có ông này trên đây cứ ngừng xe đứng ngắm cảnh kiểu gì phải nồi. Pha gục ngã dưới bánh xe PUBG. Xong một thanh niên nữa.
khu vực red zone, anh em ở ngoài bo khá là nhiều. Trời ơi, kéo vô chạy vô ngoài bo, chạy vô đua xe giải lương vàng đưa tổ chức từ ngoài bo đang ùa vào kìa, anh em thấy mấy chấm chấm chạy vô nhóc cho kìa, vấy nồi. GBB vẫn đang đu đu trên cầu, mình cắt môi cũng ở ngoài bo kìa, đã cầu bóng thì King God thì đang thủ ở nhà ở đầu cầu khá là ngon. Rồi, một ông đã nằm xuống rồi. Quang Xuân đã dùng mini 14 xử lý được một người. Trời ơi, anh em nhìn cái diện bo kìa, nhoi chứ. Ủa cái gì đây? Cái gì mặt núi đây đây? Alpha công nhà. Khu vực này khá là đông luôn nè anh em ơi. Ở đây là tới 3 ông luôn. Xin cẳng hả? Cẳng hay cấn? Xin cẳng. Xin cẳng xì xấu. Đang một pha ném lửa. AVG có lẽ là đang khá là nhanh nhẹn ở trong những cái pha công vật ném của Xin. Tính đã dù tính có gì đây? MK, có mỗi khẩu MK mà nằm ngoài biển thì ai lụm. Có vẻ như khu vực Rebo đang khá là máu lửa. Mấy ông này có team up mà nhìn nhau hoài. Trời, bà Như nó giờ mới còn ở đây nữa. Giờ này ông Quang Xuân không còn ở trên trường học nữa kìa. Một số anh em thì vẫn đang chọn giải pháp là ở ngoài bo thủ hay sao. Trời, ông Hoàng Ismi này không còn ở ngoài, ông không kêu luôn nữa. Khu vực này thấy khá là đang căng thẳng rồi, nãy giờ chưa nổ súng anh em ơi. Pháp Long với Chí Phèo vẫn đang tắm biển ở khu vực bãi biển. Phải nội hay không, bây giờ bắn chạy lên chạy xuống, bây giờ mà chưa có giết nhau nữa. Có team up không trời. Trời ơi, Chí Phèo bây giờ không còn nằm núp ở trong chiếc cúp gì nữa. Pha thủ khá là chắc từ vị trí anh Chí Phèo. Không biết Chí Phèo hồi có gặp gì nữa hay không. Pháp Long thì đang sấy một thanh niên tàu khựa nào đó. Tàu khựa đang chạy xe ở ngoài. Khu vực này mình thấy khá là đông đúc luôn nè. Xin thì đã chọn giải pháp là lên nóc nhà nằm rồi. Cắn thì đang di chuyển ở phía nhà bên kia, có vẻ như sắp chuyện bị rơi vào tầm ngắm của Xin rồi. Cắn đã hạ được Minh Cắt Môi rồi anh em ơi. Pha sấy từ ngoài nhà ra ngoài không thể nào đỡ được. Minh Cắt Môi đã rụng nụ và Cắn đang lấy xe Dacia đi vào bo. Và phía sau là AVG. Ủa tại sao ông Xin không bắn? What the hell Xin? Một pha nhịn bắn đến từ vị trí của Xin. Méo hiểu kiểu gì? Có thể là hôm nay Xin ăn chay và không muốn động thủ anh em ơi. Bo lại một lần nữa, co và lần này khá là bất ngờ khi mà bo từ đầu tới mùa tới giờ chỉ co về phía bên quân sự, nhưng bây giờ co vào phía ra ngoài cảng anh em. Giao tranh của tàu cửa. Niên tàu cửa với lại Bắp Long. Và khu vực này cũng hai người thôi. Có thể là bắn nhau rồi nhưng mà chưa có người nằm xuống. Đó là đi khắc sáo đi đuôi xe mày. Bắp Long đã giao tranh với lại tàu cửa. Bắp Long Long đang bắn với lại cắn hơn. Lù sexy đây. Đấy, trời ơi, một pha đổi chỗ và sấy rất là gắt đến từ vị trí của cắn luôn em. Cắn bây giờ đã có 3 kill rồi. Và trang bị đã có là giáp 3 mũ 2. Rồi pha đổi vị trí xe và sấy khá là gắt của cắn luôn em ơi. Ngon. Bắp Long thì cũng đang có 3 kill. Và đang có vẻ như đang giao tranh với lại hai thanh niên Xin với lại thanh niên cầu cửa. Khu vực thì đang có 3 người. Tại em chỉ còn 33 layer thôi. Và tính đã rơi cuộc gần Pikachu. YouTube fan thì nãy giờ có những cái pha highlight khá là hay luôn. Và xe lại tiếp tục đổ bộ vào khu vực Bắp Long. Nói khu nhà có lời nguyền cái sao mà kéo nhau mà y xẹo ở đây trời. Net bóc net. Bắp Long hiện tại nãy giờ đang là một thanh niên khá là máu lửa trong việc công nhà và chiếc bút ghi lại đảo về kích thích anh em.
một pha ném net không còn gì để chơi nữa. Ở anh Bắp Long, Bắp Long đã ném net rất là chính xác. Ông kia là ăn trái net vô mặt rồi lật luôn rồi, không đường nào đỡ trái net được. Net là bảo đảm là sượt qua bờ môi của ông kia luôn anh em ạ. Bắp Long hiện tại đang thể hiện khá là máu lửa. Và khu nhà của Bắp Long hiện tại khá là đông anh em ơi. Chí Phèo vẫn đang nằm ở ngoài. Bo lại một lần nữa thu vào và chúng ta chỉ còn 31 player thôi. Phía cầu thì đang có khoảng 4 player. 5 player đang ở phía ngoài cầu. Có vẻ như định bơi vào hay sao á. Còn phía đầu cầu chúng ta có Pikachu và Sapao. Có vẻ như hai người đang trao nhau những cái ánh mắt chiều mến. Không, có vẻ hai thanh niên thì không có thấy nhau rồi anh em ơi. Quang Xuân thì lại chọn một cái chiến thuật là cứ ở ngoài bo anh em ơi, ngoài bo xanh luôn, không cần vào bo trong. Vực này là ai đây? Heo với lại Việt nữa. Ủa đây cũng nùi gì nè. Anh em đang thủ nhà khá là chắc. Úi giời ơi. Nó lên kìa. Việt Khuôn đang cầm, có vẻ cầm một cái lửa. Mình nghĩ thì những cái trận đấu về cái solo ấy, cái duo hay là cái squad thì anh em sẽ sung bắn hơn. Solo thì anh em khá là chắc. Vậy còn 28 layer thôi. Bắp Long vẫn đang sống sót và Bắp Long đã lia khu vực này anh em ơi. Một ứng cử viên khá là sáng giá cho giải thưởng. Bây giờ đã là 5 kill rồi. Mặc dù xài súng thôi, ba lô hay gì, tất cả mọi thứ là không có skin, nhưng mà đang thể hiện cái trình bắn khá là đỉnh. Ta đã thấy qua từ phía ngoài rồi. Ngoài bo và... Ôi giời ơi. Một pha sấy từ xa của Như và đã khiến Bắp Long nằm xuống rồi anh em ơi. Sau khi giết được cái kill ở ngoài thì... Trời, ông nào ném chảo vậy? Ông xin ném chảo vậy? Ôi giời ơi, pha ném chảo quá hụt. Vậy là không có giao tranh rồi. Có vẻ như Như với Chí Phèo sắp xảy ra một cuộc tai nạn giao thông rồi anh em ơi. Vực nhà này đang khá là đông, 3-4 player ở trong đây luôn. 4 người, bo bắt đầu thu và những cái bé bóng đã có được kill của ai rồi. Bo đã bắt đầu thu và tỷ lệ gặp nhau đang. Trời ơi, chỉnh cái máy xong cái chết hết rồi. Khá tiếc là Bắp Long đã nằm xuống rồi em ơi. Quang Xoắn đã nằm xuống rồi. Sau một hồi đi núp lùm ở ngoài thì Quang Xoắn đã bị cắn hạ gục. Và kill của tổng của cắn bây giờ là đang là 4 kill. Trang bị thì một cây Vector và một cây DPS hả. Solo mà cầm DPS thục là thôi rồi. Như và Chí Phèo vẫn đang ở khu nhà đó. Vực này có vẻ đang khá là hot. Bé bóng lại cắn, có vẻ đã thấy thêm một player khác và đang đuổi theo. Khu vực ở phía này đang khá là hot vì đầu cầu thì dễ thủ, khó công. Anh em đang khá là đu bám nhau khu vực cuối bo này. Cắn thì đang vẫn check ngoài bo xem có ai mà sao không. Và trước mặt đang là Quang. Chiếc búp gì vẫn đang lăn bánh trên đồng cỏ. Có vẻ như đang muốn giới cục thính. Đã có bắn nhau ở khu vực phía trên rồi. Uso bây giờ cũng đã có 5 kill của mình, 5 kill rồi. Một cây M4 và một cây DB28. Và pha nằm xuống của Quang. Và kill thuộc về... Đó từ quá đông anh em ơi, hết coi ai luôn rồi. Trời ơi, thằng bắn nó dữ nè. Và Thái đã hạ cắn rồi anh em ơi, khá tiếc cắn một thanh niên khá là sáng giá cho cái vị trí lưu hương vàng chúng ta ngày hôm nay. Anh nằm xuống nhờ giường vị trí cho người khác. Đó được quá bắn. Pikachu. Còn tắt máu và thành thùng bắn bắn đích phải nồi. Và sấy không còn người nào để đỡ.
vẻ như khu vực này khá là dễ công nét anh em ạ. Bo đã thu ngay ngã ba sướng rồi. Ngoài bo thì vẫn đang lo nhoi. Đây còn có 7 layer thôi anh em ạ. Và đang tập trung tất cả khu nhà này luôn. Uso 5 kill và Easy Love 5 kill là hai thanh niên có kill nhiều nhất đang hiện tại còn sống sót ở trong cái dòng bo cuối này. Có vẻ như Doggy hết máu hay sao rồi. Bộ máu 4 bịch không uống. Người này lấy xe đi thì cũng có vẻ hơi nguy hiểm. Easy Love thì vẫn đang ngủ khá là ngon ở trên sân thượng. Doggy thì đang chuẩn bị lại Doggy. Cú so đã hạ Doggy rồi anh em ơi. Quả sấy mà mình không kịp vào xem luôn. Và chúng ta còn 6 player cuối này. Có vẻ như Doggy hết máu hay sao rồi. Bộ máu 4 bịch không uống. Người này lấy xe đi thì cũng có vẻ hơi nguy hiểm. Easy Love thì vẫn đang ngủ khá là ngon ở trên sân thượng. Doggy thì đang chuẩn bị tại Doggy. Cú so đã hạ Doggy rồi anh em ơi. Quả sấy mà mình không kịp vào xem luôn. Ngoài đây chúng ta còn 6 player. Ai ta nghĩa ai Doggy. Toàn bộ hiện tại đang chờ bo để mà chuyển thôi anh em ơi. Vị trí ở thính rồi. Có vẻ như vị trí của đạn cao bổng đang khá là xấu khi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh và nã những viên đạn yêu thương của người anh. Mà anh mặc bộ đồ này, anh nằm chỗ này thì thôi rồi luôn, ai cũng thấy luôn. Bò vô rồi. Thái thì đang thủ ở nhà vệ sinh. Đã có giao tranh ở khu vực Uso. Uso đã hạ bé bóng rồi. Bé bóng Uso ở những cái dòng bộ cuối thì đang thể hiện khá là tốt. So hiện lại là 7 kill rồi. Số kill khá là lớn ở một trận solo như này. Easy Love đang giao tranh cùng với Finley. Và úi giời ơi, thấy chưa? Những vòng bo cuối mà đứng hở thế này là thôi rồi. Finley đang được 1900 thái cứu vớt. Nếu không thì lúc đó cũng toang rồi. Finley méo có kill nào rồi em. Cú so với lại 1900 thái có vẻ là hai nhân vật mà cộm cán nhất cho cái giải thưởng ngày hôm nay. Bi nó giờ không vô mày. Qua tẩy nét. Và 1900 thái đã bị dính một miếng nét rồi. Qua ném nét cũng khá là ngọt. Úi trời ơi còn có chấm máu. Hai bên đang ném những quả bom yêu thương vào nhau. Đã có bổng thì vẫn đang thể hiện trình độ của... Ủa ai chết rồi. Như vậy là một quả nét của Findy đã tiễn 1900 thái về với ông bà đi lạnh toát luôn rồi anh em ơi. Không ngờ một... Ủa đâu có kêu đâu, ông kia sao chết rồi. Anh em nào thấy thì có thể để lại comment cho mình xem. Ông chết mà không có kêu. Ông chết bò. Findy có vẻ là một người thích ném. Bây giờ ném quá trời luôn. Bây giờ đang ném cú sò. Đã có bổng thì cũng đang vô bo và đã vô được nhà vệ sinh rồi. Và luồng lách khá là hay đến từ vị trí anh đã có bổng. Có vẻ là đã có bí kíp của Hoàng Dung ở đây rồi anh em ơi. Ba player đang khá là me nhau luôn. Findy đã có bổng và ú sò. Ú sò là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái giải nhất của top 1 của cái trận kết cục ngày hôm nay anh em ơi. Uống miếng nước lấy tinh thần các coi. Hai ông kia đang làm nhiều. Cậu bóng thì đang có 2 kill đang ở nhà vệ sinh. Findy thì đang có vị trí khá là ngon ở trên cao và đang chờ ông kia vô bo để mà bắn thôi. Ôi nằm phía của ông kia rồi. Đã có bóng thì cũng đang ở trong bo. Giờ cái xe chạy đâu. Và vị trí của Uso có thể sấy đã có bổng hay không? Rồi hết đạn, hết đạn. Ui trời ơi, quá tiếc cho Uso một pha sấy Rosa mà đã có bổng đó, chỉ còn có một chấm máu thôi.
Bây giờ không công thì khi nào mới công nó phim thầy ơi. Ứng cư viên khá là sáng giá cho giải thưởng đã phải nằm xuống rồi. Phim thầy thì đang không kêu. Như vậy là chúng ta đã có kết quả cuối cùng của trận đấu, đó là đã có bóng. Thanh niên mặc bộ đồ phải nói là không thể nào nổi hơn. Bộ đồ mà chả là con mắt nằm bò và đồng, mình nói là khả năng sống sót khá là thấp. Cuối cùng bây giờ lại là một người đã giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và Uso thì mình thấy khá là hay luôn, nhưng mà khá tiếc đó là đã hết đạn và không có uyển chuyển được cái tình huống đó. Ok, thì bạn đã có bóng có thể inbox cho Bay để mà gửi ID, mình sẽ gửi cái phần thưởng đó cho bạn nha. Okay.